nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng ngày 18 tháng 1, đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, cùng đồng chí Ngô Công Thức, tỉnh ủy viên, Bí thư Quyền ủy An Phú và các đồng chí trong Ban Thường vụ Quyền ủy đã đến thăm chúc Tết cán bộ nhân dân xã Phú Hội và tặng quà cho gia đình chính sách trong xã. Đến thăm chúc Tết Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Phú Hội, huyện An Phú, đồng chí Võ Minh Hoàng, ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ xã Phú Hội đã thực hiện đạt được, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí mong muốn địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chăm lo quà Tết cho hộ nghèo và gia đình chính sách trong xã, đảm bảo 100% hộ nghèo và gia đình chính sách đều có quà mừng xuân mới. Trước tết Tân Sửu năm 2021, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đồng chí võ Minh Hoàng chúc đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Hội năm mới an khang thịnh vượng, đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Dịp này, đồng chí Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và đồng chí Ngô Công Thức, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy An Phú cùng lãnh đạo địa phương đã thăm hỏi động viên gia đình chính sách và trao tặng 30 phần quà chúc mừng xuân mới cho các gia đình. Mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng, gồm bánh, mứt, nước ngọt và tiền mặt 1 triệu đồng.